hôm nay ngày vui của hai con. Mẹ chúc hai con là trăm năm hạnh phúc và chúc gia đình nhỏ của con là thật nhiều sức khỏe. Và ở nơi xứ người thì các con hãy tự tin và chiến thắng ở đất khách quê người. Mẹ chúc gia đình nhỏ của con là gặp nhiều may mắn nhé. Nếu một ngày em trải lòng cùng ai đó, một là rất yêu, hai là rất an lòng. Trong ngày vui trong đài của hai em thì chị chúc cho em gái của chị cũng như em rể là có một ngày vui thật là hạnh phúc. Chúc gia đình nhỏ của mình luôn luôn là bình an, sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Thưa bà con nước ngoài, cùng anh chị em, bạn bè thân thiết của hai gia đình và hai cháu, đã qua một thời gian quen biết, tìm hiểu yêu nhau như sự phát triển của hai gia đình cho đến hôm nay, cậu Nam và cậu Hạ cũng rất liên cơ hợp này. Và hôm nay được sự nhất thị của chính quyền địa phương cũng như hai gia đình cho phép tổ chức làm lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc cho hai cháu. Vâng, xin thay mặt cho hai gia đình xin cảm ơn bà con nước ngoài, bạn bè nam nữ thân nhân đã dành thời gian chung với cùng hai gia đình chúng tôi. Xin thân trọng.